Dạ em Lê Ngoan Xin thay mặt cho cửa hàng Quảng Tân Nghiệp Ngọc Nông thống Đốc Cần Thơ Gửi đến quý bà con mình lời chúc sức khỏe Và lời chào trân trọng nhất à, Dạ cái thưa bà con thì trong thời gian này à, Trong cái giai đoạn này là lúa chúng ta đang làm đồng Và chuẩn bị chỗ lạc sạc Thì với cái thời tiết oi bức Nóng như thế này mà nắng kéo dài Thì gầy phấn trắng đã xuất hiện trở lại Thì kính thưa bà con vụ rồi á Là gầy phấn trắng đã xuất hiện Nó sẽ làm cho cái lúa của mình nè bà con Nó vàng đi và nó mất năng sức rất là nhiều thì ngày hôm nay em thay mặt cho cửa hàng và tư nông nghiệp ngọc nông à, đến đây là một cái tư liệu để cùng chia sẻ với bà con mình về cái vấn đề cái cách mà chúng ta ngăn ngừa gầy phấn trắng và đặc trị gầy phấn trắng và đây em xin chia sẻ với bà con mình đây là cái chai gầy tước tóc cái chai này là bà con mình sử dụng trong giai đoạn này là 5 bình 5 bình máy mỗi một bình 25 lít là chúng ta sử dụng 5 bình tương đương với 3 công đó bên cạnh chúng ta sử dụng cái chai này để ngăn ngừa nó thì chúng ta hỗ trợ thêm là cái dòng phân bón lá đây là cái dòng phân trùm kích rễ đó cái dạng này chúng ta sử dụng vô để làm chi để nó nuôi cái đồng nó làm cái đồng cho nó to và nó tăng cường đi cái chất dịp lục này lên đây tăng cường cái chất dịp lục để nó xanh và nó dày cái lá để cho cây lúa của chúng ta nó phát triển mà nếu mà chúng ta đã bị con gầy phán trắng nó tấn công thì lúc đó cái cây chúng ta cũng còn sức mà để nó chống chọi lại con gầy phán trắng đó thì em xin thưa bà con đây là cái cách ngăn ngừa chúng ta sử dụng trước nó là khi chúng ta chưa bị là chúng ta sử dụng cho em là 5 bình đó tương đương với một cái chai này tương đương với là 3.000 mét vuông bà con và khi mà bà con à, sử dụng cái này rồi kết hợp với cái này rồi để làm cho chúng ta làm cho nuôi cái đồng nó to để cho cái rễ uh, nó khỏe nó ăn mạnh thì nếu mà chúng ta đã bị gầy phấn trắng rồi thì lúc đó cây chúng ta còn đủ sức để chúng ta chống chọi lại cái, cái con gầy phấn trắng dạ đây em xin giới thiệu đến quý bà con mình đây là hai cái dòng sản phẩm đặc trị con gầy phán trắng trong cái thời tiết khắc nghiệt như bây giờ thì con gầy phán trắng đã trả lại vụ này là trời nắng nóng rất là oi bức nó thì cho nên là con gà phán trắng đã xuất hiện vụ trước á, là nó đã xuất hiện thì cho nên là ở chỗ của hàng đại lý ngọc nông có chia sẻ cho bà con hai sản phẩm này đây là cái gói dạng thuốc cốm cái gói này là cái gói z và cái chai này là cái chai vilin hai sản phẩm này cùng kết hợp với nhau đó vừa sông hơi ha bà con vừa sông hơi mà vừa giết luôn cả con gà phấn trắng và con bớm luôn tại vì cái 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 vấn đề mà con sâu á thì nó sẽ xuất hiện là khi mà đồng ruộng của chúng ta có con bớm khi chúng ta sử dụng con gà phắn trắng vô cái giai đoạn lúa làm đồng và chỗ đặc sệt như thế này thì chúng ta đã hạn chế được cái vấn đề sâu bệnh và bên cạnh đó là nó đặc trị luôn cả con gà phấn trắng ha đặc trị gà gầy, gầy phắn trắng và bên đây là cái cái chai viên vừa sông hơi ha bà con đây à, khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này vào hai sản phẩm này vô đây thì nó sẽ giết lên cái ấu trùng và cái thành trùng và nó ung luôn cả cái trứng nha bà con ung cái trứng luôn đó sản phẩm này rất là ưu việt tại cửa hàng vật tư nông nghiệp ngọc nông đó thì đây em sẽ chia sẻ bà con nè bà con nhìn nè bà con nhìn nè bây giờ em qua wow một cái đó bà thấy bà con thấy không gầy mà nó bay chỗ này nè nè đó những cái con gầy bay bay này nghe bà con mình xịt nó sẽ không bao giờ nó chết được nó chỉ 30% phần trăm thôi nó nhưng mà những cái cái trứng ấu trùng và tành trùng khi chúng ta sử dụng sản phẩm này vô thì rồi thì nó sẽ chết là nó sẽ giết luôn là ung trứng ha bà con ha. Đó, thì khi mà chúng ta đã sử dụng cái vấn đề này vô đây rồi thì bên cạnh đó nữa là bà con mình lưu ý giùm em là khi mà chúng ta đã bị gây phân trắng rồi thì chúng ta nên hỗ trợ thêm cho em là một công như vậy là từ 8 kg đến 10 kg đạm lân kali tùy theo tùy theo cái cái cái, cái miếng ruộng của bà con và cái thổ dưỡng bà con mình, mình xài mình cân đối phân để mình xài. Tại vì lúc đó mình gãy phân vô để làm chi để cho nó tăng cường cái dinh dưỡng trở lại nó phát triển dinh dưỡng trở lại và nếu mà chúng ta không có sử dụng phân á, thì chúng ta cũng nên sử dụng những cái phân bón lá cũng như là kích rễ làm đồng đồng to đó như hồi nãy em có giới thiệu đó là bà con mình thấy nó là bà con mình sử dụng nó vào để cho cái cây lúa nó khỏe và nó có, đủ cái cái cái, cái sức để nó, nó 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 sanh sản để mà cho nó làm cho cái lúa chúng ta có năng sức ha bà con nó không mất sức cây lúa dạ thì hôm nay em chia sẻ với bà con về cái góc độ là con gà phân trắng à, một lần nữa thì em cũng xin thay mặt cho cửa hàng phân nông nghiệp ngọc nông à, đốc cần thơ gửi đến quý bà con mình là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng chúc bà con mình một mùa vụ bội thu trúng mùa trúng giá và xin chào hẹn gặp lại